Ngày xưa anh có đứa bé hả? Bé Ừ. à, ba đứa mà chết đứa, giờ sanh thêm đứa nữa bốn đứa, giờ bỏ nhà đâu dám đi theo đâu, bỏ Sao bỏ vợ lúc bỏ đó là anh đặt 12 cái ngục rồi bé rớt xong hả? xong Anh đi với ai? đi vợ Rồi lúc đó chị không giữ hả? có giữ mà ngặt ha, ở trên hầm này nè, rồi đi xuống, Là đi xuống rồi đi chơi. xuống chơi, rồi mẹ nó dưới rồi không hay, rồi đồ lọt xuống cầu dân Mà luôn. mà đi Nhưng mình mệt mò không được ngủ. hả? Mò được, mò tôi bò bò lên Chết luôn rồi mà mới mò được. chết rồi mò lên được. Chết đâu chết. Nên là ăn để tôm vô đó sống đó. hả? Tờ để vô đó chi vậy? Để đó mình lăn qua lại Trời, trong chanh. ăn luôn, tôi lột ăn luôn, khỏi chấm muối tiêu chanh gì. Này đâu tanh Ghê đâu cỡ. ấy mà tại nó nó không có nào tanh nhưng mà vô nó điếu ăn ăn thử vậy. cái anh Hậu anh Hiếu kia Tại ăn ta ăn là ăn ăn nguyên ăn con tôm ăn sống mà mình trộn thôi lại gia đâu rồi vị nhúng là nó cái này nó mới thấm gia vị vào á, khi mà thấm gia vị vào nó mới ngon nè rồi đó. Tôm sống luôn mọi người, ta có Đó gỏi cá hả? nhảy, cái này có Có tôm, gọi cá nhảy của mấy thằng này là tôm tôm trong ngâm muối trong ớt. tâm ngâm Ừ. quá. Ừ. Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. À. Thì theo cái hành trình của anh Hiếu lên đên trên ghe như thế này, hôm nay mấy anh em dự định đi bắt cá, nhưng mà thôi anh Hiếu ảnh chiều, anh nói hai vợ chồng gặp hai hoàn cảnh hai vợ chồng sống trên ghe như thế này, lên đên rất là khổ khó khăn như thế này, cùng với một người con của mình chuyên làm nghề bắt cá trên sông, đó là đặt nghề đặt cửa ngục, 12 cửa ngục anh Hiếu. Cái nghề này thì bắt được nhiều cá không? Chua con nước cá nhiều, qua con nước vậy hả? Chạy theo dòng con nước. Dạ, anh quen với gia đình này hay sao? Vợ chồng thì sống ở trên cồn đó, giờ chạy lên xuống thì băng nhà. Dạ. Họ sống vất vả dưới này suốt ngày ở trên xuồng thôi. Ở trên ghe này như thế này. Bây giờ quay qua đây. Đây là cái cửa ngục hả chị? Dạ. Dạ em được anh Hiếu giới thiệu á. À, cho em qua xuồng mình nha. Ờ, anh đâu rồi? Trời ơi, anh lặn Mỹ dưới hả? Dạ. Trời ơi. Cái này là mồi hay sao chị? Cá. Cá mà ăn á. Anh lần xuống dưới để anh đặt đó hả? Chị cho em hỏi là hai vợ chồng mình làm nghề này lâu chưa? 9 năm rồi. 9 năm hả? Chị làm cái chị cái nghề cửa ngục này thôi hay sao? Dạ đúng rồi, ảnh thợ hàng. Anh thợ hàng chừng nào mà hết vụ này về lên bờ anh đi hàng. Dạ rồi khi mà nước lên này thì anh với chị đi đặt suốt hả? Dạ. Mỗi một ngày thu nhập vậy là khoảng bao nhiêu tiền hả chị? Tùy theo bữa, 300, 200 có khi cả triệu nữa. Ừ. Anh xui. Người đủ sống không? Đủ. Là chị có nhà ở trên nhà không hay là sao? Có nhà, có hai đứa con nữa. Dạ. Làm cái nghề này thì mấy giờ mình đặt rồi mấy giờ mình sẽ sáng buổi sớm tới trưa mới rồi, tối rồi 1 2 giờ đi cúng. Ồ vậy hả? Bây giờ là anh với chị đang buổi anh đang lặn hả? Dạ. Anh có dây hơi không ta? Không. Rồi lặn dây hơi khoảng bao nhiêu mét thì anh lên? Cái đó không biết nữa. Nãy nó lặn qua tới bên kia luôn á. Lặn qua tới bên đó luôn hả? Qua tới cái cây trà dám bên đó luôn. Ồ vậy hả? Thường là mình chạy được những con cá gì chị? Cá bóng, tép, cá chốt. Dạ. Nước nước nhiều mới có tôm. Vậy hả? Ồ cũng cực quá ha. Ở đây thì mình mùa nước này thì mình cứ ở trên ghe suốt như thế này. Dạ. Và có đói không? Cô phơi cô sẵn. Coi như là cái ghe này là cái nhà của mình luôn. Mình nấu cơm trên này luôn hay sao? Đúng rồi, ở dưới đây luôn. Ở dưới đây khoảng bao nhiêu ngày mình lên? Chừng nào mà không có đi về rồi lên nhà. Nhà chị ở đâu? Ở dành xã Vịnh Tre. Giờ tới Kinh Mừ. Vịnh Tre ha. Dạ. Cái này là cửa ngục đây. Người ta tại sao mình gọi nó là 12 cửa ngục hay chị? Người ta gọi là bắt quái đó. Nó đúng hơn kêu cửa ngục mình kêu. À, lý do là những cái lỗ này nó chui vô đây phải không? Dạ đúng rồi. Bên đây có một lỗ nè. Ta nó 12 cửa chứ cái này nó tới ba mấy lần. Nguyên một cây của nó là 31 dành. Vậy cuối cùng nó vào cái bọng này. Dạ. Khi mà nó vô thì nó ra sao chị? Không, mình đổ ở đây. Đổ nó ra. À. Nó đi thẳng vô tới đây luôn. Rồi mình mở cái này mình đổ. Dạ. Đây cá nè. À, cái cửa đây đến nó mỗi một giây như thế này là dài bao nhiêu mét? 8.5 ha. Nó từ
mét thứ mấy đến mét thứ mấy thì nó sẽ có lỗ. Cái đó em không gần nữa, đâu nguyên cây thì ở đằng này nó không có anh. Không, nó chỉ có cái hôm này giữ cá thôi, còn nhiêu đây là tới đằng kia là có. À, đây là có một cái lỗ ha. Nó bên đây nó xéo bên kia, bên đây xéo bên kia, chứ bên nào cũng có. Ừ. Nó vô thì nó khó ra. Dạ. Nó chỉ có đường đi tới thôi ha, hay là nó sẽ ở đây? Nó không, nó đi tới luôn, đi tới hôm này nè. Tới hôm này là nó không có đi trở lại được. Ờ. À. Hay quá. Thì chị đi có em bé gì nguy hiểm lắm không? Không biết lỗi à. Biết lỗi hả? Cho em vô trong với nha. Bé mấy tuổi rồi? 9 tuổi rồi, 8 tuổi rồi chứ. Cái này chắc vốn nhiều hả anh Hiếu? Mấy chục. Mấy chục triệu hả? Ở trên này có đầy đủ điện luôn hả chị? Điện bình. À, mình xài bình. Xài bình biến điện chưa? Rồi ở đây là có đường, muối, bột ngọt đồ luôn. Đầy đủ cho. Nấu ăn dưới này mà. Như trên nhà vậy đó hả? Có nước uống, còn nước ở dưới sông thì mình sử dụng để rửa chén đồ. Hay quá. Hai chị năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Quay phim chứ đâu thật. Ảnh rồi. Anh là trên đài luôn rồi. Anh đâu? Anh Hiếu lên trên đài. Anh ơi. Bữa đó bắt chương trình gặp anh Hiếu trên nhà. Kìa anh lội. Ảnh năm nay là 30. Ảnh 41. 2 tuổi. Lặn nước ở dưới sâu không? Lặn ở dưới sâu không anh? Lặn ở dưới là sâu mấy mét? Đứng tới. À mình đứng tới ha. Rồi tối anh thăm rồi hả? Thăm rồi. Anh thăm rồi, cá mình nhốt đâu rồi? Bán hết rồi. Đi chợ, sáng bữa nào cũng đi chợ. Bán cho bán hàng xong rồi. Bán ở đâu anh? Ở chợ Tân Hưng mình hả? Bên không đây qua sông này, đây chợ Bình Kinh. À. Sáng là mình căng mình bán sớm. Vậy là cái cuộc đời mình cứ lẫn quẩn là chiều sáng sẽ bán xong, rồi sáng mình sẽ đi đặt. Đặt xong rồi chiều tối mình sẽ đi thăm. À. Ồ vậy hả. Rồi bây giờ mình đặt xong rồi bây giờ mình ở đâu? Ở trên mấy cồn cảnh á. Vậy hả? Sóng gió. Ở cái đuôi cồn mình. Chút nữa. Mà thiếu mò cá nè. Rồi mấy giờ xong? Còn mấy cá. Ở trên sông như thế này vui vui quá anh. Việc mà xin với nhau một cái ca nước như thế này đã ghê nè. Ủa ơi, không muốn hả? Rồi em cảm ơn anh nhiều nha. Rồi chút xíu nữa qua anh chơi chứ. Tí xíu nữa là mình làm xương xương ở trên ghe luôn nha. Ở trên ghe đó đó. Rồi, lại đằng kia có bạn có ghe bự lắm, ngồi ghe bự. Thôi em thích ngồi trên ghe này nè. Dạ. Cái anh lúc sáng mà đặt 12 cửa ngục á mọi người. Thì hôm nay thì mấy anh em mò cá bắt ốc xong thì cùng ghé vô anh để mà làm một vài chén rượu trên một vài ly rượu ở trên sông như thế này. Ở đây vui quá ta. Mát quá luôn. Em chào anh chị nha. Ôi ở đây là ba người mình ba xuồng mình đặt 12 cửa ngục luôn hả? Ở khu nhà không hả? Là tối mình ngủ ở đây luôn hả anh? Ồ, tại sao? Trưa mình đặt xong thì trưa mình lai gai bằng trà đế. Trà đế hả? Ôi, cá này cá gì anh hả? Cá lao kiến, cá trê. Con cá này cá trê với cá lao kiến hả? Dạ. Ngồi đây, ngồi đây. Dạ. Ôi cũng vui chứ em nghĩ là có một xuồng thì nó sẽ buồn. Mình sẽ lên đên trên sông như thế này là khoảng bao nhiêu ngày anh? Tháng ngoài mới về. Tháng sao mấy mới về. Dạ. Có đẹp lắm không? Cái cảnh này miền Tây thì chắc có lẽ là mọi người cũng khó có thể mà thấy được khi mà cái bốn chiếc ghe xuồng neo đậu như thế này cùng nhau với nhau đàm đạo với nhau một chén một ly rượu với lại cái mồi này có sẵn mình bắt luôn hả? Mình không có mua. Còn đây là anh Hiếu khoe cái chiến tích của mình nè. Mình đặt anh đặt ít có giống vậy luôn hả? Ít lắm. Ồ vậy hả? Em đặt không chạy luôn mới nghĩ đó. Dạ. Nãy giờ mình làm lâu chưa? Mới cũng còn nhiều đó. Ồ vậy hả? Dạ. Làm góc anh trai. Dạ 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 dạ. Ở đây dưới một cái gốc cây này mát lắm luôn á. Trong khi thì những người đàn ông thanh niên thì ngồi với những cái ly rượu ở bên kia.
Thì bên đây các chị với lại các bé ở đây thì chơi trên xuồng và món ăn rất đơn giản đó là cá bóng kho tiêu với lại xoài chín. Anh bên đây thì ảnh lo chuẩn bị mồi ở trong này nè. Dạ. Chiên khô. Anh Hồng. Anh Hồng hả? Khô này là do cá mình bắt được hay sao anh? Đúng rồi, cá mình đặt đúng mà. Cá đó cá gì anh hả? Cá lóc với cá lóc. Cá dảnh. Ồ. Hôm nào anh cho em đi với anh băng đi một ngày nha. Băng ngày cũng có nè, băng ngày cũng dở con cái gì vẫn có cá nữa nè. Dở vẫn có hả? Ừ. Chút xíu nữa lại dở được không? Được. Ở đây khô này anh dự trữ ăn qua ngày hả? À, thường ngày ở dưới này mình ăn món gì anh? Cá này có kia vậy, cá bóng đổ món rồi cá chơi hay là cá gì đó, đủ thứ loại cá mà. Dạ. Tối thì mình có dân mùng ngủ được không? Được. Ở đây là mình nơi dân mùng luôn. Đúng rồi. Cho em dở này nha. Này là canh bí hả? Dở nó. Cơm. Cơm này là cơm củi. Cơm bếp ga. Cơm bếp ga. Ở đây mình đâu có nấu điện được. Đâu có nấu điện được. Ở trên đây thì anh có luôn chiếc chiếu nè, gối nè, giỏng nè, giỏng cho em bé quá. Tất cả các dụng vật dụng nên nấu nè. Đây là xuồng của anh Hồng đó, với lại con của anh. Anh thì đi bằng cái chiếc này, gọi người ta gọi là cái chiếc chỗ lãi. Còn đây là xuồng của anh. Đây là xuồng của anh hả anh? Xuồng này của anh. Của anh. Anh cũng đặt 12 cửa ngục luôn. Chiếc xuồng này thì cũ hơn tí xíu nhưng mà cái khoang của nó sâu hơn. Ở đây thì vẫn ăn uống đằng sau, ngoài sau cái máy đằng đó. Ở đây có luôn, mọi người thấy có luôn cái cây mà phơi đồ nè. Ở đây mà việc mà mình tắm rửa là mình lấy nước dưới sông luôn hả chị? Có luôn những cái thùng kẹo kéo kìa. Mùng mền chiếu gối bên đây. Anh là tên gì? Em à? Dạ. Anh Từ. Anh Từ hả? Ồ. Hai thằng ngồi giữa lúc đục chứ phải. Còn này anh xin lỗi anh là tên gì? Tên Ngẫu. Anh Ngẫu hả? Anh Ngẫu. Ở đây thì xuồng anh có võng trên kia. Khi nào ai xỉn thì leo lên đó ngủ. Trong khi nhậu thì chị này xem cái xuồng của anh Hiếu, chiếc xuồng nhỏ nhất nhưng mà bắt được cá nhiều nhất luôn. Chị không tin luôn hả? Hả? Chị không tin anh Hiếu bắt được vậy luôn hả? Có tin đâu, hồi lúc đấy chị đâu gặp ổng họ gì đâu, tại lần gặp ổng là ổng một gạo. Ổng đi chiếc xuồng á, chiếc xe. Chị đi như thế này mỗi một ngày như thế là chị bán được bao nhiêu tiền? Bữa bán được 200, 300 cũng có. Mình làm ngày này bao nhiêu tháng thì mình ngưng mình chuyển lên bờ? Tới Tết luôn. Đây có đến luôn, từ nước về cho đến nước rút luôn hả? Là mỗi một mùa thì khoảng 6 tháng thì mình lên bờ. 6 tháng mình ở dưới sông như thế này. Chị ở có quen không? Quen hả? Quen hả? Vui không chị? Ở như thế này có vui không? Cũng vui, đợi năm nào cũng đi gian vậy chứ. Làm với ba cha anh đi về hoài nè, cũng vui. Ờ quen hả? Chứ đi mình ra thấy cũng buồn đó bà. Nhà chị thì cách xa ở đây lắm đúng không? Dạ, bên Sáng Tre bà. Dạ. Năm nào cũng qua đây làm. Con cá leo, con cá lau kiến mà nó bằng cá lóc. Con cá lóc luôn á. Bự hơn cá lóc nữa hả? Luôn. Anh Hiếu gặp đúng đúng bạn luôn rồi. Dạ. Em uống ly rượu ở trên ghe luôn nha mọi người. Ở trên xuồng này vui nhất là lúc mình bắt được cá hay là vui nhất là lúc này anh? Cá bắt được cá nhiều. Cá nhiều cũng vui mà nhậu là cũng vui. Mình thường có những cái tiệc như thế này không? Hoài là gai, là gai hoài. Ồ, vậy rượu là mình phải lên bờ bán cá này mình mua luôn. Cá mua. Với thiệu với mọi người, anh thì ở đây cái món rất là thuần tí đó là cái món cá lau kiến với lại cá trê. Ở đây thì anh bên đây thì có một anh Hồng ở bên đây thì có một món hồng vô đó là khô cá chiên. Còn em với anh Hiếu thì hồng sức nhậu. Đấy, kêu nghỉ đi, để anh ta làm mồi. Mình đặt này. Như thế này mình dính nhiều nhất là loại cá gì anh? Nhiều nhất là tép với tép lóng với tép lóng nhiều. Có mình có loại cá nào lớn không?
không có chịu cá kết luôn, có cá cha các bạn, đặc sản là cá kết, đặc sản là cá kết hả, cá mờ cái cá kết, cái cục giấy này cũng có. Thấy hai đứa bé này nó đi theo xuồng nó chơi nè, đã ghê. Ủa cái con chơi gì ạ? Con chờ bờ chơi bắn bông. Ở đây đi tụi nó có buồn không anh? Quen rồi. Nó nghỉ hè này mới chở đi theo đó chứ. Ồ vậy hả? Cho học lại là mình đưa lên bờ. Trẻ con ở quê nó chơi điện thoại hơn phải không? Nhỏ nhỏ của anh là anh học lớp 3 đó. Dạ. Ủa bé nhỏ thôi. Ừ, tại nó nhỏ. Đẹp. Dốc luôn kìa. Bây giờ mấy giờ mình mới đi dở anh Hồng? Anh thì 2 giờ có, 3 giờ có, mình canh nước rộng nước lớn em. 2 giờ chiều hả? Thì đi mà 2 giờ khuya. Lúc mà em gặp anh mà dở ngục đó là lúc đó ở đặt ngục á là anh đặt nước rộng. Dạ. Yeah. Còn nước lớn nó sâu lắm lúc đầu anh á. Dạ. Yeah. Nước lớn tới 2 mét hả? Hơn 2 mét hôm nay anh thôi. Bình thường ngon lắm. Hay gì? Ờ giờ mày mua ký ốc bu mày. Em ốc bu mình em tao không đổi. Em đã đổi cái mua vàng thôi chứ không đổi đâu. Không giỡn đâu. Cái này là cua, cái này là cua đồng nè. Ốc nhôm hết rồi. Chính cua đồng là cua đồng. Nguyên con luôn. Ốc này xong nè, trong đồng đen. Ốc trong đồng là khác nữa. Con này là ốc bu vàng. Bu vàng mà điều nó đen. Nhưng mà bây giờ con ốc này ăn ngon lắm. Ốc này ăn xong rồi cái mày chắc là nó sao à. Rất là ngon. Ở đây là anh có gì à? Giờ có ăn đâu. Ngon lắm. Ngon lắm. Ăn im hơn ốc đá đổi. Ốc đá. Nào đem ốc đá ở nhà tao, tao dễ rồi đổi. Sao? Ngon cảm giác sao anh? Ngon ốc đá thiệt. Ngon ốc đá. Ngon ốc đá. Để chờ ốc đá. Giờ đâu có ngon đâu. Nuôi mà đâu có ấy. Em đồ con nó nhất hơn. Em đồ con ốc đá ha. Là giờ là nó teo nát à. Còn một. Ở đây là mỗi người hùng ngón nhau nhậu anh hả? Đâu có mình đâu có tốn tiền gì nhiều. Tốn tiền gì có tốn tiền rượu. Tốn tiền rượu. Mỗi lít rượu như thế là nhiêu tiền? Có 15 ngàn. 15 ngàn mỗi là ba người mình nhậu bình thường thì ba người mình nhậu là khoảng chừng 45 50 ngàn là xỉn rồi. Trời ơi. Hai chai cũng không hết nữa. Hai chai 30 ngàn cũng không hết nữa. Dạ, còn mồi thì mình đâu có cần mua. Mồi có sẵn. Tự nhiên. Mồi sẵn rồi. Dạ. Mồi thiên nhiên. Lấy cái đít luôn đó. Ừ, thôi em anh ăn đi, anh ăn. À, anh ăn đi. Được, được, được. Cái nào có trứng mà đỏ rồi mình cùng cái. Thôi em ăn cái phần mặt ở trên không phải không? Em là mình ăn hết này luôn. Hết luôn, đã luôn. Dạ. Để đâu có trứng đâu. Có trứng mình bỏ bỏ. Trừ cái đoạn clip lại lại lỡ mày có xỉu quá. Nó khác hơn ốc đồng hả ta? Ngon anh. Ốc bùi vàng hơn. Ghê, béo lắm. Bạn ốc đồng nó nhát à. Nó đâu? Ốc đồng nó đâu có vàng đâu còn ốc. Con bự kìa, hầu quay con bự kìa. Con nếu ăn con khổng lồ đấy nên hết. Ốc mày tao hết nước rượu. Này hình như là anh giống như anh luộc cơm mẻ hả? Bự ốc đá thôi. Không không hả? Đó. Chưa. Ôi già đã quá. Xì đó nó mới lên cái đít. Con lên con. Thịt nó trắng quá anh ha. Ừ, tại vì nó ở dưới sông phải không? Trắng hơn ốc đá mình luôn á. Sông ốc sông mà nước sạch thì nó sạch. Ốc sông lúc nào cũng ốc sông là lúc nào nó cũng sạch chân đó không? Dạ. Ốc mà rồi anh ăn đi. Ngon hơn cái mà nè ốc cái mà mình ốc nuôi bây giờ, ốc đá nuôi bây giờ đâu có ngon đâu. Cái vị nó là sao anh? Ăn cái ốc bu vàng chứ sao hỏi nó ngon hơn con ốc bu mà đồng hình. Nó giòn, vừa giòn mà vừa thơm đúng không? Ốc bu vàng nó ngon hơn bu đồng. Dạ. Ngày xưa anh có đứa bé hả? Bé. Ừ. Ba đứa mà chết đứa. Giờ sanh thêm đứa nữa 4 đứa. Giờ bỏ nhà đâu dám đi theo đâu. Bởi sao bỏ vợ. Lúc đó là anh đặt 12 cái ngục rồi bé gớt xong hả? Gớt xong. Anh đi với ai? Đi vợ. Rồi lúc đó chị không giữ hả? Có giữ mà ngặt ha ở trên hầm này nè, rồi đi xuống, rồi đi xuống chơi, rồi này, mẹ nó dưới rồi không hay, rồi đầu lọt xuống cầu của dân mà rồi mình mò không được hả? Mò được, mò tôi bò bò lên luôn rồi, mà rồi, mò được. Chết rồi mò lên được. Lâu chưa anh? Này nữa 3-4 năm lớn rồi. Lúc đó bé 6 tuổi? 6 tuổi. Không biết lội mà xuống dưới đó cánh trời ngồi là chết. Là lúc anh với chị ở ngoài trước mạng xuồng như thế này thì không ở trên tại quen trên hầm đó, dạ, nhỏ, trên hầm này, nhỏ hơn lúc dưới chiếc đó nhỏ xíu rồi nếu đi lên bờ sạc điện thoại mình gớt mình không hay rồi sao? Không hay, không hay hả? Xuống cầu rồi nó không hay rồi đó. Hôm nay vợ nó ở nhà với giữ hai đứa con đâu cho đi đâu để chứ thôi thì cũng vợ con đi theo chứ vợ. Thật mọi người thì khi mà đi xuồng như thế này á thì nhìn
nhìn những cái hình ảnh như bé chơi như thế á thì nó an toàn, nhưng mà những cái đứa bé nhỏ tuổi mà 6 tuổi trở xuống không biết lội á thì nó rất là nguy hiểm. Cứ khen mãi là ở trong đây nó nhiều đồ ăn dân dã quá đã, hay cả cua nè, cua đồng nè, rồi ốc bu vàng nè, con cua cả lau kiến nè. Em nếu mà con cua đồng đây em thối rồi. Con cá mà mình nói với mọi người đó là con cá cá bóng với lại cá linh, ô cá lồng tông. Chết đâu chết. Nên là tôm xong à. Trời để vô đó chi vậy? Để đó mình lăn qua lợi trong chanh. Ăn luôn, tôi lột ăn luôn, khỏi chấm muối tiêu chanh gì. Này đâu tanh đâu ấy mà tại nó không có tanh nhưng mà. Vô điếu ăn luôn, thử cái anh Hậu anh Hiếu kia. Ta ăn là ăn nguyên con tôm sống bình thường. Lại gia vị là nó cái này nó mới thấm gia vị vào quá, khi mà thấm gia vị vào nó mới ngon nè. Đó. Tôm sống luôn mọi người. Ta có gỏi cá nhảy, cái này có tôm. Gỏi cá nhảy của mấy thằng. Này là tôm. Tôm ngâm muối ớt. Ngon anh. Bây giờ Bùi Hồ sẽ quay trở về. Hẹn mọi người gặp lại những cái gia đình ở trên sông đó vào những video clip tiếp theo nha. Mai mốt Bùi Hồ sẽ có một chuỗi video về những cái chiếc chiếc tàu mà làm lúa như thế. Trời thì đang mưa nè. Chánh về thôi.